6 dấu hiệu sau đây để bạn nhận biết được một đội nhóm của bạn có phải là một đội nhóm hiệu quả hay không. Thứ nhất, đó là tất cả các thành viên trong team đội đều vì một mục tiêu chung. Nếu như đội nhóm của bạn mà có một cái tinh thần là anh em nào cũng đặt cái mục tiêu của đội nhóm lên trên hết, và không có ai theo kiểu dạng mắc bệnh ngôi sao, mắc bệnh cá nhân, và không phải là chỉ vì mục tiêu cá nhân mà phải là đặt cái lợi ích của nhóm lên hàng đầu, vì mục tiêu chung của đội nhóm và làm sao để đội nhóm thắng lợi, làm thế nào để đội nhóm thành công, và thành công đội nhóm chính là thành công của mỗi cá nhân. Vì vậy, bạn phải xem hiện nay có cá nhân nào trong đội nhóm của bạn mà lại mắc bệnh cá nhân, mắc bệnh ngôi sao, mắc cái tôi nó quá lớn hay không. Nếu như trong trường hợp mà có bất cứ thành viên trong đội nhóm của bạn là có dấu hiệu như vậy thì đó chính là cái điều là chưa hiệu quả. Điều thứ hai, bạn phải làm sao để cho đội nhóm của bạn là phải có tôn ti trật tự rõ ràng, phải trên ra trên, dưới ra dưới, lãnh đạo ra lãnh đạo, thành viên ra thành viên, phải có thứ bậc rõ ràng, và làm sao trên bảo dưới nghe và trên đe dưới sợ. Và có như vậy thì là một đội nhóm nó mới trở thành một đội nhóm có tổ chức, tính kỷ luật, và kỷ luật chính là sức mạnh. Vì vậy là bạn phải kiểm tra xem hiện nay là liệu có ai trong đội nhóm của bạn mà hiện nay theo kiểu dạng là có cái tư tưởng chống đối hay là tư tưởng theo kiểu dạng nổi loạn không. Và nếu có tư tưởng đấy thì bạn cần phải dẹp loạn ngay. Bởi vì một tổ chức mà có một cá nhân hay có một cái là nhóm nào đấy theo kiểu dạng là bè phái hay là chia rẽ hoặc là mang cái tính chất là theo kiểu dạng chống đối thì điều đấy sẽ là một điều rất bất lợi cho cái đội nhóm của bạn. Ngay lập tức bạn phải chấn chỉnh ngay, để trên ra trên, dưới ra dưới, phải có kỷ luật, phải có tính tuân thủ và phải làm sao tôn ti trật tự nó phải rõ ràng. Điều số 3 là bạn phải xem là nếu như là trong một đội nhóm của bạn mà mọi người rất là có sự giúp đỡ lẫn nhau. Nhớ là đội nhóm, các thành viên trong đội nhóm rất muốn giúp đỡ nhau, hỗ trợ nhau, yêu thương nhau và thực sự là cộng tác với nhau. Họ luôn luôn muốn làm sao để giúp đỡ những người thành viên trong đội nhóm. Họ cảm thấy rằng là gì? Là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Họ cảm thấy rằng là anh em trong nhóm là nếu giả sử ai đó có vấn đề gì thì cả những người khác đều là sâu xuống vào để hỗ trợ, để giúp đỡ. Và khi mà anh em nào chỉ cần giơ tay thôi là tôi cần sự giúp đỡ, là những anh em khác là nhảy vào phải giúp đỡ ngay. Và đó mới là tinh thần một cái đội nhóm, tức là phải tương trợ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Vậy thì bạn thử kiểm tra xem liệu hiện nay có thành viên nào, có ai đó trong đội nhóm của bạn là đang thờ ơ hoặc không quan tâm tới các thành viên khác, hoặc là chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không muốn làm sao là giúp đỡ anh em khác. Nếu như vậy thì không có tinh thần tương thân tương ái. Nếu như vậy thì cái đội nhóm của bạn đang có vấn đề. Vì vậy bạn phải kiểm tra xem là cái tính tương thân tương ái, sự giúp đỡ lẫn nhau, sự đùm bọc lẫn nhau, sự yêu thương lẫn nhau và sự hỗ trợ lẫn nhau trong đội nhóm của bạn như nào. Nếu đang có rạn nứt nào đó về các mối quan hệ, bạn hãy phải hàn gắn ngay. Phải làm thế nào để làm sao khuyến khích tinh thần yêu thương, giúp đỡ, hỗ trợ, làm sao là anh em trong cùng một nhà phải là thương yêu lẫn nhau. Đó là cái thứ ba. Và cái thứ tư đó là về giao tiếp. Trong một đội nhóm để mà hiệu quả thì cái giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm, giao tiếp giữa cấp trên với cấp dưới, giao tiếp giữa các bộ phận với nhau trong một công ty, trong một tổ chức, nó phải thông suốt và không bị tắc ở bất cứ khâu nào. Và đừng có chuyện là những các cái thông tin quan trọng mà lại không đến được bên chỗ những người ra quyết định. Và những các cái là sự giao tiếp nhiều lúc là có những cái vấn đề gì xảy ra, một số những cái bộ phận biết nhưng không nói gì cho các bộ phận có liên quan, hoặc là cấp dưới lại không báo cáo kịp thời cho cấp trên. Và đó chính là một cái giao tiếp rất là nguy hiểm. Vậy thì bạn phải kiểm tra xem hiện nay về cái sự giao tiếp giữa cấp trên, cấp dưới, giữa các bộ phận với nhau, giữa anh em trong đội nhóm với nhau có thông nhau không. Những các cái thông điệp cần truyền tải xuống cấp dưới, những thông điệp cần phải là báo cáo lên cho cấp trên, và giữa các là bộ phận với nhau trong một cái đội nhóm của bạn là có hiệu quả không, có trao đổi thông tin với nhau hiệu quả không, có đoạn nào bị tắc không. Và đây chính là cái dấu hiệu số 4, tức là dấu hiệu về sự giao tiếp hiệu quả. Và thứ 5 đó là một cái đội nhóm được gọi là hiệu quả thì phải có là sự bổ khuyết cho nhau. Cũng giống như đội bóng ấy, một đội bóng mà chúng ta có toàn tiền đạo thì chúng ta có đá được không? No, chúng ta phải có tiền vệ,
phải có trung vệ, phải có hậu vệ, phải có thủ môn và phải có huấn luyện viên. Và một đội bóng nó như thế mới gọi là một đội bóng hoàn chỉnh. Cho nên chúng ta phải mỗi một vị trí trong đội là phải có người giỏi, là phải có người giỏi ở cái vị trí đó. Hay là trên một bàn cờ cũng như vậy, chúng ta phải có tướng sĩ tượng xe phá mã tốt thì nó như vậy mới trở thành một đội. Nếu mà chúng ta đánh cờ mà toàn xe chúng ta có đánh được không? No. Nếu mà chúng ta đánh cờ mà toàn tốt hay là toàn mã, làm sao mà chúng ta có thể là một cái đội nhóm toàn mã hoặc là toàn tốt được? Nó phải có đầy đủ những các cái quân. À như vậy, một đội nhóm là hiệu quả thì bạn cần phải làm sao là định nghĩa được các cái vị trí trong cái đội nhóm của bạn. Và vị trí đấy cần những kỹ năng gì, cần cái chuyên môn gì, cần giỏi ở những các cái là kỹ nghệ gì. Thì từ đấy rồi bạn sẽ tuyển dụng và đào tạo, huấn luyện để có được những cái con người đúng như bạn cần như vậy. Thì chỉ có như vậy bạn mới là phát triển được đội nhóm tuyệt vời. Tôi lấy ví dụ như trong công ty. Trong công ty thì bạn cần phải có đội sale này, đội bán hàng này. Đó, phải có những người bán hàng giỏi. Thế rồi bạn phải có những người làm marketing giỏi. Hay là bạn cần phải có những người phụ trách về vấn đề công tác sản xuất và vận hành giỏi. Rồi bạn phải có những người để phụ trách về vấn đề tài chính kế toán giỏi cho bạn. Rồi bạn phải có bộ phận để phụ trách về hành chính nhân sự giỏi cho bạn. Như vậy, nó phải có rất nhiều những các cái kỹ năng chuyên môn khác nhau và không ai giỏi mọi thứ được cả. Và với vai trò bạn là một huấn luyện viên, với vai trò bạn là một chủ doanh nghiệp, bạn là một nhà lãnh đạo doanh nghiệp thì bạn cần phải là tuyển dụng những các cái cá nhân để bổ khuyết cho nhau, để hỗ trợ nhau, để tạo thành một team đội hiệu quả. Và đó chính là bí kíp số 5. Và cuối cùng là bạn cần phải luôn có phương án dự phòng. Nếu như trong trường hợp mà bất cứ ai vì lý do khách quan hoặc chủ quan mà họ rời vị trí đấy, thì chúng ta phải có những cái cầu thủ dự phòng để là bổ khuyết cho vị trí đó. Để làm thế nào để vắng cô chợ vẫn đông và cô đi lấy chồng chợ vẫn vui. Và đây chính là 6 dấu hiệu để bạn có một đội nhóm kinh doanh hoặc một đội nhóm nói chung hiệu quả. Hãy comment xem là hiện nay bạn đang thiếu là bất cứ một trong 6 cái dấu hiệu nào của một đội nhóm hiệu quả để bạn cần phải bổ sung cho đội nhóm của bạn. Thank you bạn rất nhiều.